Ta giáo mạnh khổ cho chánh đạo, kẻ tu hiền bị khảo mềm xương. Trung can thường mắc tai ương, nịnh hùa lại được hướng đường vinh vang. Kẻ hiền tài bị gàn bị trở, đứa gian thần được bở được bưng. Nạn tai thường đổ cho dân, nào sửu thuế nặng, nào thân dài bừa. Tạo ra tiền quên mưa quên nắng, thường bị người tay chân lấy đi. Con ơi đau gặp lúc suy, kể sao hết việc quái kỳ xảy ra. Đời nay cũng giống là như thế, đang thời kỳ chánh phế tà hưng. Nhiều phần trong khắp nhân dân, hay tin ma quỷ nhiều hơn Phật trời. Người chẳng những riêng dời lấy quà, còn dục cho nhiều kẻ mang tay. Có tài lợi dụng tiện tài, có quay thì cậy lấy quay hiếp người. Con cái mê theo lời tà thuyết, nở xuống tay bắt giết mẹ cha. Khắp trong châu quận gần xa, nơi nào cũng có yêu ma lòng hành. Có thứ ma tên khinh tua chung tướng, nó rẻ khi phẩm lượng loài người. Nó mong đạp đổ cõi đời, chỉ còn dòng dõi của người nó thôi. Bất luận ai đang vui hoặc khổ, nó cũng đều tật đô ghét dơ, xúi làm những việc nhút nhơ cho người bắt giết hoặc số vào tù. Nó xúi bạn gây thù với bạn, nó xúi người đâm chém loại người, lấy điều sát hãy làm vui, nó bày đủ cách cho đời hại nhau. Kẻ thất tình xuôi máu tự tử, người xa cơ bảo cứ sát thân. Nhà tù nó xuôi yếm trần bảo, nên bỏ xác để hồn lên mây. Nó khinh dễ mạng loài nhân vật, chẳng hề ra tay giúp một ai. Bảo rằng cái xác thúi khai, nên đem giết bỏ hơn hay giúp giùm. Kẻ rơi vào rong cầm của nó, sẽ tự tay giết bỏ thân danh. Không còn trọng mạng chúng sanh, cho nên việc phải việc lành ngó lơ. Ưa sát hại hơn ưa dung dường, độc ác ngoài ý tưởng loài người. Hiện nay khắp chốn cùng nơi, chỗ nào nó cũng tha người nó ra. Khắp trong cõi ta bà thế giới, bị ma này dứt lối từ bi. Không thông luân lý đạo nghị, chẳng nhường kẻ dưới không vì người trên. Chẳng biết tạo thiện duyên mai hồng,
không rành câu vô lậu tận thông gần bùng mà chẳng hôi bùng ở nơi ô trượt mà lòng thanh bay. Không biết dụng xác thấy tạm già để lập nên đạo quá lâu dài, uổng sanh ra kiếp nhân loài không lưu sách sử những bài hay ho. Vậy con khéo khuyên cho đời biết ráng trừ ma ác nghiệp ấy đi, đừng làm những việc ngu si suối người hai lần hoặc đi giết mình gặp kẻ nào bị tình phủ rài. Nên dạy câu ân ấy ba đời xưa mình ở bạc với người cho nên nay mới chịu đời vô duyên. Cũng chẳng nên ưu phiền sầu nào để tránh nhân bất hảo về sau, hoặc là quan kiếp trần lao thân không tồn tại tinh nào còn chi. Trong cái đẹp phương phi mỹ nữ chưa biết bao nhiêu thứ tâm hồi, chừng khi thân ấy già rồi già nhân ma cốt vô hồi xấu xa, rồi lần biến đến tiêu ra phân cò, vẻ yêu kiều kia có còn đâu. Nay người phụ rải mặt dầu không nên ưu ái lo giàu làm chi. Trong lòng biết nghĩ suy như thế, tất không rơi vào kế yêu tình. Niệm câu nguyện chất hư tình tất không bị cảnh làm mình nung nao. Nếu có chúng sanh nào chưa ngộ, con khéo lời để đổ người ta, nếu xa vào bẫy yêu ma thảm sầu không thể nói ra cho cùng. Ma có hình ma không bóng dáng, hai loại ma lãng vãng trong trần. Không hình ma ẩn vào thân, có hình ma ở bên chân người đời. Thứ ma suối ra lời ra lè, thứ ma dùng manh khỏe trong tâm. Người lầm chẳng biết rằng lầm kế mưu yêu quỷ sâu thâm vô cùng. Nhà đạo sĩ chưa thông sao phép, thường bị yêu kềm kẹp giữa chừng. Nếu không tâm khảm thần ngân, bị ma dẫn lộ uổng thân tu hành. Phật thương xót chúng sanh thọ nạn, dùng thần cớ bài cản cho con. Khéo dình chặt lấy tâm son nói gương chưa Phật chiều lòn khuyên dân. Ráng rò bồi bổ đức ân dày dặn, cùng Phật tiên dựng bản phong thần. Ta liền cúi lại xin dân lời chỉ của Phật cũng khuyên vào lòng. Đem tâm lực lập công bồi đức, kêu cho người đến thức mới thôi. Buổi trận chân được sạch trôi sẽ cùng chữ Phật chúng ngồi tòa sen. Ta xong lời Phật bèn nói tiếp,
lời con phân rất hiệp đạo cơ. Kẻ lành duyên hiện còn chờ khéo làm cho họ được nhờ lối đi. Giúp họ tu trước khi biên thay, trưởng phước điền dành để qua chuông. Dân tâm đang lúc rối cuồng, khéo lời giúp họ gỡ xuống tơ lòng. Mau gạn đục tầm trống cho kỳ, lánh mùi đời tầm lý siêu nhiên. Xưa vì chưa rõ tục tiên đến nay, còn dân trong miền trần ai. Giờ đã hiểu đâu dài đâu ngăn, cũng nên lo cho đặng siêu phàm. Của trần chớ bận lòng tham, từ lâu tham nó đâu làm chi nên. Tham dũng là căn nguyên sự khổ, tham là mồ vô số sinh linh. Tham danh tham lợi tham tình, càng tham càng thấy lòng mình không an. Tham khi được rồi toan lo dự, rồi mất đi sanh sự buồn rầu. Trong lòng cứ rạo rực luôn, phải là tham vốn cội nguồn khổ chăng? Tham thì gian kế sang đến tội, tội vốn là nguồn cội tử sanh. Bao nhiêu khổ ách hoành hành do lòng tham đắm nảy sanh phận nhiều. Vậy ráng bỏ đừng chiều nó nữa, để cho lòng thường bữa được yên. Những nào túc trái tiền khiên, chỉ là lo trả lòng nguyện không gây. Chịu cay đắng dồi mài chánh đạo, hẹn một đời trực đau Tây Phương. Vua lòng tay tự cầm cương, thắng con ngựa ý trên đường xa xôi. Không mỏi giả trước ngôi Phật điền, chẳng lãng tâm khi niệm Di Đà. Huệ lòng ắt được trổ qua đạo, màu sẽ đắc Phật tòa được lên. Vật bao quy giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày. Chớ nên tu niệm sơ sài, lòng mong đạt được pháp tài thần tiên. Bị khảo đạo không phiền không chàng, gặp chồng gái chẳng ngán chẳng ngao. Sòng nâu cứ vẹn một màu, gương lòng thường được chuỗi lao không rời. Đem lợi ích cho người chẳng tiếc, ngồi tham thiền mỏi mệt đừng quên. Như vậy đạo cả ác nên, con ôm trong trí để khuyên người đời. Ta liền xin dâng lời chỉ phán, đem lời vàng rau gian khắp châu. Cuối xin Phật dùng phép màu, khiến cho ai cũng quy đầu Phật môn. Phật ngăn lời ôn tồn giải bào. Lời Phật như cơm cháo trân hào, chúng sanh tở kẻ đói đau, bảo ăn không chịu làm sao no lòng.
chúng sanh phải tự trong tâm ý phát nguyện tu mới thì chân tu. Nếu tu gì bị phép màu việc tu kia có khác nào thôi miên. Còn lầm phép còn chiên còn trong, hết phép rồi môi đóng nhện văn. Dùng phụ lên xác nhà tăng không làm thành đạt chỉ năng mê hồn. Liền khi bị từ ngôn Phật quở khiến lòng ta vừa sợ vừa mừng. Sợ là sợ nét nghiêm thân, mừng là mừng lẽ chưa từng khi nghe. Ta cúi đầu tay che lấy mặt, vừa khóc vừa xin Phật thứ tha. Vì lòng thương xót ba gia nên con xin Phật dùng ra phép màu. Chẳng rõ lý cao sâu hơn nữa, được Phật thương giải sửa cho đây. Ơn nào sánh kịp ơn này, ngầm dành kết có lòng đây chưa vừa. Ta vừa dứt lời thưa Phật tiếp, lòng thương người tất hiệp Phật tâm. Lời xin ấy dẫu sai lầm cũng không gọi lỗi, chứ dầm về châu. Nên mừng được nghe câu chân lý, nên mừng khá vui đem tâm chi giúp người. Tu hiền như đóa hoa tươi hùng hằng, tở la úa rơi bên lề. Hoa tươi lắm người mê kẻ hay, lá rơi đâu ai lại ngó ngàng. Cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tươi nên chọn chớ màng lá rơi. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyện, nhân vật thái non biển cùng dời. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ thân ngay. Cột vào nhà công lấy thấy xấu, trường lên lộ gấp nhai người đời. Khắp Nam Bắc khí trời mù mịt, lỗ không người nhà bích ngõ ra. Người chưa từng thấy được ma, gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh. Mặt mày cả gúc nanh có đủ, thân giống người hình thú xấu xa. Người thường bị dơ vào da, phù mình nhức nhối đến mà tắt hơi. Kẻ bị nó bóp nơi hầu hồng, chết liền khi không đặng trói trăng. Những người bị nó nhe răng, hồn phi phách tan nổi cơn điên cuồng. Giết cha mẹ hại luôn con cháu, tánh hung hăng táo bạo phi thường. Ăn dơ ở giấy không lường, đến ngày bỏ xác ngoài đường mới thôi. Có thứ ma dùng hơi gió độc, thổi cả làng cảm xúc chết ngay. Hiện hình đi khắp đó đây, đến đâu chết đó phép tài kinh thiên. Chúng sanh khắp
cả miền Âu A, gặp cảnh này mới tỏa hỏa lên. Sớm lo phước đức xây nền, để làm thành lũy vững bền đổi yêu. Gần đến lúc tàn tiêu thế giới, bị gai vào cũng hãy chết thân. Đến như cỏ cắt tay chân cũng làm độc, đến lần lần bỏ thay từ trong cỏ, trong cây, trong nước. Trong khi trời có chất độc luôn, người nào khi đã bị xuống mạng căn nào khác như giường tơ treo. Chúng sanh gặp nạn eo khắp chỗ, dù khôn ngoan không ngõ trốn ra. Lòng ta tất gặp lũ tà loại, nào theo nay hẳn là không sai. Lòng Phật có Phật Ngài đến độ, ta hại người Phật có hại ai. Chúng sanh xét cản lời này khá tu, chớ để tháng ngày trôi qua. Một kiếp bị tà ma nhiễu hại, muốn thua chìm dưới đáy bể trần. Không riêng lao khổ xác thân, còn làm luôn cái chân thần mờ lu. Bây giờ chẳng chịu tu cho gấp, chừng đau đầu lập bập sao xong. Xấu còn biết muốn thành rồng người, sao không giả ước mong siêu phàm. Mang xác tuổi không làm thẹn tội, còn đem tâm đắm đuối say xưa. Chẳng lo hành đạo sớm trưa, đổi thân sen bao thơm tho lâu dài. Sao lại chịu sống ngày thống khổ, không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn. Xuống lên trên cõi thế gian, ăn cay uống đắng muôn ngàn kiếp qua. Sao chẳng chịu xét ra cho kỳ, gian thói đời dối mỹ gạt mình. Nào danh, nào lợi, nào tình, làm mồi để nhữ cho mình mắc câu. Cũng tại nó mà sâu mà khổ, nó làm tuồng bưng bở thân yêu. Tử thần khi đến gọi kêu, thì là nó cũng trốn tiêu hỏi nào. Nào những cái sang giàu quay về, nó không hề chết thế cho mình. Lại là nó rất bạc tình, khi mình chết nó bỏ mình ra đi. Thân trơ trọi nằm lì trong quách, cho đến tiêu ra đất ra bùng. Thật loài hữu thị vô chung, càng xa xóm được càng không ưu sầu. Lợi dụng nó làm câu phước thiền, đừng để cho nó khiến sai mình. Ráng mà dẹt ngục vô minh, chớ cho vật tạm làm mình phải ngu. Giàu nghèo cũng cần tu mau chóng, đừng vội quên bỏ trong nhà xưa. Cõi trần gì quá thích ưa, từ lâu nước cũ nhà xưa không về. Mẹ mỏi gối đợi kề bên cửa, cha đau lòng nhớ trẻ xa đường.
con lành hãy sớm bảy bương mau về lo việc lửa hương sớm chiều. Nhà xưa ấy thường kêu an là cha mẹ là vốn đức Như Lai. Nguyên do xưa có một ngày đang ngồi, con bỗng nhớ ngay cảnh đời. Khi ấy mới dạo chơi đây đò, sanh lòng mê tiếng gió tiếng chim. Vật chi cũng muốn kiếm tìm đi lần đến, vật cứng mềm biệt phân. Từ ấm lạnh đến phần trơn nhám, sờ mó vào rồi cảm động tâm. Chỉ trong phút chốc mây lầm chân linh mờ mịt quên tầm đường ra. Hết vật nọ sáng qua vật khác, cứ say mê tạo tác liền tay. Hằng đêm cho chi những ngày cứ mê đi, đến lạc loài trần gian bị mọi cảnh buộc ràng không hờ, nên lòng không hề nhớ quê nhà. Đôi khi cũng sực nhớ ra, đồng thời việc khác cũng là xen vô. Rồi lại bắt nghĩ lo túi bùi, đến quên luôn căn cội xưa kia. Tạo ra vật bị vật mê, mê cho đến tạo ra bề chiến tranh. Thấy chết chất như thành như núi, nước mắt tuôn tợ suối tợ nguồn. Ghét thương mừng vẫn vui buồn lúc nào cũng thấy quay cuồng trong tâm. Sự khổ não hàng trăm hàng vàng, mà cũng chưa biết chán nơi lòng. Như Lai chẳng ngớt ngóng trông, cho con sớm được tình lòng hồi quy. Vừa nghe Đức Từ Bi nhắc tới việc chúng sanh lạc lối trần gian, tự dưng ta cất tiếng than vọng tâm một phút gian nan muôn đời. Thế thì vẫn từ hồi vô thì cả chúng sanh đã bị mê lầm. Trải qua nhiều kiếp càng thâm, cho nên ít kẻ thức tâm hồi đầu. Chẳng nhờ Phật dài lâu chỉ bảo, chúng sanh mong gì tháo cho ra. Nghiệt cái thay cõi ta bà, khi vào thì dễ khi ra dễ gì. Phật ngăn lời tức thì tiếp nói, con nhớ chớ nên trách cõi ta bà. Ta bà chẳng nhiễm lòng ta, lòng ta tự nhiễm mới ra khổ hình. Cảnh vô tình tại mình hữu ý, sự sanh ra thì lý mới sanh. Kha nên tự trách lấy mình, chớ nên trách cái cảnh vô tình là sai. Danh lợi vốn chẳng hay mê chung, tại chúng sanh mê dụng lợi danh. Lợi danh vốn loại vô tình, tự mình tạo nó rồi mình lại mê. Nếu đi dễ thì về cũng dễ, làm hay không tại lẽ ấy thôi. Ta bà chẳng trói buộc người, tại người tự trói vào nơi ta bà. Nghe Phật quở lòng ta phát điên, thế là ta hai chuyện hiểu lầm. Nếu không Phật
chỉ khai tâm chính mình chưa thoát được mầm vô minh. Nghĩ xong rồi cúi mình lại Phật, xin thứ cho lời trách đã lầm, dạy thêm những lẽ diệu thâm giúp con được mở rộng tầm mắt ra. Và khiến kẻ gần xa chưa rõ, nhờ lời lành đường ngõ được thông. Cúi xin Phật nhỏ phước hồng, cứu thân cá chậu chim lòng được ra. Phật nhích miệng như hoa tươi nở, lành thay con khéo mở tâm linh. Thấy lầm lầm đã khỏi mình, như ngoài hình mới thấy hình tròn vuông. Nên mừng chớ nên buồn vô ích, càng vững nghi sự tích càng thông. Muốn gieo duyên khắp đại đồng đạo, đời ý vị phải thông hiểu rành, ví như kẻ thượng hành hàng hài. Chỗ càng sâu còn bãi phải thông, lôi nguy cần biết đề phòng, chỗ an nên hiểu để lòng khỏi lo. Sự nào chẳng hiểu cho tột lý, không bao giờ tâm trí được an. Cho nên đạo phải rảnh đàn, đâu qua địa phủ đâu sang Tây Đài. Nếu chỉ khởi lầm sai một niềm, rơi vào đường tà kiến muôn thu, vì như làm mắt đã mù suốt đời, chịu tôi khó âu trị lành. Sự tu phải mổ phanh cho biết, tại sao tu tu được những gì. Biết rồi thì cứ hành y, miệng làm sao được đến khi công thành. Phật liền chỉ vào mình và nói, vì trên thân có bụi đống đầy, tự tay chùi rửa cho ngay. Đó là ý nghĩa của bài sự tu, sau khi được tay thu hết bụi, cả châu thân trở lại sạch trong. Đó là ý nghĩa thành công, lấy đây hiểu lý đại đồng như nhau. Bổn lai tâm lúc nào cũng sáng, niệm trần lao phụ án cho mờ. Niệm trần lao nếu không ngờ, bỗng lại tâm trở ban sơ một màu. Thấy suốt chẳng vật nào cản trở, nghe thông không sót bỏ một lời. Biết rằng tâm niệm của người, việc mình việc chúng ba đời hiểu thông. Trong nhất khách dạo xong khắp chỗ, việc lớn như việc nhỏ không lầm. Diệu màu của bổn lai tâm, không lời để ví chẳng làm chi đo. Phật tạm chỉ để cho dễ biết, từ mũi kim cây viết nhỏ nhen, đến như vật lớn lầu đền tạo bè mây móc chế nên các loài. Ấy cũng do bổn lai tâm tạo, đâu tự nhiên thành thảo hình hài. Mê nên tạo vật chẳng ai giác, rồi tất lập được ngay cánh màu. Tâm khi lớn trầm bao vạn vật, khi nhỏ thì chung lọt lỗ kim. Dụng tâm nếu muốn kiếm tìm, nhắm vào nét
chạm mà xem thị tường. Nét lớn nhỏ tròn vuông dài ngắn, nét càng sâu ngay thẳng quanh co. Nét cây cỏ đến chim cò cũng là dụng bổn lai do mà thành. Giữa lẽ ấy chúng sanh sẽ thấu sức bổn tâm tạo câu thế nào. Gương lòng bụi tục khá lao để soi bất luận vật nào cũng thông. Đoạn này nhớ để lòng cho kỳ, khi tỉnh rồi con chỉ cho người. Ráng tu đừng có biến lời hành, cho chánh đạo một đời thành công. Vừa nghe Phật dạy xong lời ấy, hốt nhiên ta tự thấy lòng mừng. Cúi đầu lại Phật xin dân, sẽ đem lời Phật giáo dân khắp cùng. Hầu khiến kẻ chưa thông đạo lý, được nhiều câu quyền bí cao siêu. Từ lâu tội ác đã nhiều nay, nghe lời Phật ác tiêu nghiệp trần. Xin Phật dạy thêm phần con trẻ, khiến cho thông mọi lẽ thật hư. Để khi ra dục thúc người đủ phương quyền thật đủ lời lại qua. Nếu lầm nghĩa hoặc là không rõ, hãy cho người cũng khó dắt người thấy theo lời Phật. Vừa rồi nhân sanh hiện đại nhiều người khôn lanh. Sự nghi vẫn giữ lành của họ, mình chẳng thông đường ngõ khứ lai. Sẽ là không độ được ai, lại còn bị họ chê bai nhạo cười. Duyên mình với mọi người bị đoàn, còn khơi tâm ngạo mạn họ lên. Thế là mình đã gây nên chọc người nên tội làm duyên Phật ngừng. Như thế sẽ hại phần phổ hoa, con cúi xin lượng cả từ bi. Giải rành nước bước đường đi, để con có thể ứng tùy khuyên dân. Phật liền phán con đừng lo ngại, Phật chỉ cho đại khái việc tu. Lý màu đều cũng chưa thu, lấy con số một khởi đầu đếm ra. Dù nhiều mấy cũng là đếm được, nên giữ lòng sao trước an nhiên. Để mà phổ hóa nhân duyên, bằng lời của Phật điểm truyền cho con. Chúng sanh đang sống mòn từ phúc, con khéo lời hôi thúc người tu, bảo rằng chớ có ngạo du. Thân như lá úa mùa thu mong mạnh, nên lấy chữ tu hành làm gốc. Được nhẹ thân được vớt linh hồn, đừng ngồi đợi nước đến trôn mới ra sức nhảy ách. Không kịp nào, nên tin trước để sau khó liệu, chớ cho tâm bận biểu mùi đời. Quyết tu không hẹn chiều mới, quý giờ niệm Phật hơn người quý châu. Ngồi tham thiền bao lâu chẳng biến, xem kệ kinh mấy quyển không nhàm. Trong lòng bao việc gian tham, đổi ra tâm biết muốn ham tu hành.
lợi dụng trí thông minh văn vật để làm theo việc Phật giáo khuyên. Ai hung mình vẫn làm hiền, ai gian mình vẫn lòng chiên thật thà. Sự giúp người thì là vui giúp, lợi dụng người một chút cũng không. Thương người với lý sạch trong, không đem nghĩa trước mà trồng vào ai. Sợ tội như sợ đài hai đầu, chuộng phước hơn chuộng bao thế gian. Biết tu là được thanh nhàn, biết đời là cõi khổ nàng không mê. Biết quý là kẻ chê kẻ ghét, biết phải là người thích người ưa. Tự tâm hôm sớm lọc lựa chọn, làm những cái người ưa người dùng. Bao nhiêu đó khéo lòng sửa đổi, cũng sẽ không mang tội lỗi vào. Ngày giờ thâm thoát qua mau, bàn cờ thế giới càng sao động hoài. Trong nháy mắt trời lai đất chuyển, người năm châu phách biển hồn phi. Gian sang sự nghiệp còn gì, ba năm đốn củi thiếu đi một giờ. Tai nạn đến bất ngờ khó liệu, lâm nạn người đến chịu nạn trời. Đời còn nhiều nạn chưa thôi, ráng khuyên người chớ dễ người mà lầm. Khá trưởng phước để ngăn đuổi quả, lo làm nhân khỏi trả quá báo oan. Đời này vay trả lẻ làng sớm, gây tối lại dương mang vào mình. Cá nhân vay gia đình chung trả, một người làm cả họ thác quan. Thân nằm trong cuộc biến loạn, mạng căng rẽ rúng như sàn cá ương. Bị nghi kỵ đủ xương thịt nát, vì của tiền chịu thác lắm người. Thù nhớ oán trả khắp nơi, đùa nhau bắt giết lạ đời này đây. Nghiệp oan đã tạo gây từ trước, tới bây giờ đến lượt phải đền. Nếu riêng nghiệp đã gây nên, thì là riêng một mình đền đấy thôi. Nếu chung nghiệp dây lời dây mạng, thì là chung nhiều hãng lại đền. Khắp nơi nức tiếng khóc rên, hồn quan khí hận sung lên ngất trời. Không ai được yên nơi yên giấc, trong lòng không hề ngớt sự lo. Lo bề thiêu đủ đói no, lo thân cái chết đến cho ngày nào. Sống như giấc chim bao một thứ, rủi lâm vào vạn sự buông tay. Không ai biết được ngày mai, hôm qua thấy đó bữa nay mất rồi. Biết bao cuộc sống dồi gió dập, cảnh thảm sầu tới tấp liền tay. Cảm thương già trẻ gái trai, sống đời mạt pháp không ngày nào an. Nên tu niệm hơn toan làm giữ, ở hiện lành khỏi sự hung tay. Biết dịn được bốn ngày trai, cũng là được bớt tạo giai nghiệp sầu. Lúc khuya sớm nhớ câu lục từ,
niệm cho thường quá dữ cũng lui, lửa lòng khá sớm làm nguôi, bất cầu thù quan bất hồi cuồng tâm. Bụi loạn dễ bị làm nghịch ý, không dằn lòng tất bị quán thù. Đến khi lửa dậy mịch mù dập cho được, cũng đài lầu tan hoang.